Chủ đề video hôm nay, em sẽ hướng dẫn anh chị em cách tải một cái ứng dụng về máy để dọn dẹp máy an toàn, không hiện quảng cáo và không nặng máy. Cái app này rất là hay, do chính Google phát triển và anh chị tiến hành làm rất đơn giản như sau. Đầu tiên, anh chị vào cửa hàng CH Play và anh chị vào mục tìm kiếm. Anh chị gõ cái dòng chữ là file là FILEF. Khi anh chị gõ cái từ file này ra thì ở đây nó hiện lên một cái chữ là file của Google. Anh chị lưu ý và anh chị tích vào đây và anh chị tải cái ứng dụng này về. Cái ứng dụng này anh chị thấy nó có 70 thôi, một cái dung lượng rất bé. Một cái dung lượng rất bé tải lên bất kỳ một chiếc điện thoại nào cũng được, kể cả những cái chiếc điện thoại 5-7 năm về trước và có một cái cấu hình cực kỳ yếu vẫn tải được ứng dụng này về. Và sau đó anh chị tiến hành bấm vào cài đặt. Rất là đơn giản. 70 thì tải sẽ rất là nhanh thôi, quá nhẹ nhàng. Anh chị lưu ý là khi anh chị tải xong, anh chị tiến hành mở cái file này lên. Đây là file của Google nha anh chị. Và ở đây là nó có hiện cái chữ là nhà phát triển là Google này. Và mình tiến hành mở lên. Sau đó nó kêu mình cấp quyền thì mình bấm tiếp tục. Và mình tiến hành bấm cho phép. Thì khi nó ra một cái cửa sổ như thế này, anh chị thấy đây. Và mình bấm vào dọn sạch ở bên đây. Ở đây bên phía tay trái anh chị nó có chữ dọn sạch. Đấy. Sau khi anh chị bấm vào chữ dọn sạch thì ở đây nó ghi là tệp rác nè. Nó sẽ đề xuất ra là tệp rác. Ở đây là nó ghi là những tệp ứng dụng tạm thời đang chiếm dung lượng. Và anh chị tích vào đây để dọn dẹp sạch. Tích vào. Và dọn cách này thì nó rất là sạch và làm cho cái máy chạy rất là nhẹ. Rồi, tuyệt vời. Và cái ứng dụng này do chính Google phát triển nên là mỗi lần anh chị sử dụng một cái tính năng nào đó, nó không có bung ra quảng cáo như những cái app kia. Đây, và anh chị kéo lên. Ở đây nó kêu anh chị là xóa nội dung nghe nhìn trong MBCCS. Anh chị có thể xóa ở đây. Nó hỏi mình có xóa không. Thì mình muốn xóa thì mình xóa. Nó dọn dẹp rất là năng cao. Sau đó là nó ghi là xóa nội dung nghe nhìn trong MBCCS cấm xóa. Vì sao nó lại có những cái nội dung như thế này? Thì do đây là cái ứng dụng bên em dùng để đăng ký SIM cho khách hàng. Và khi em đăng ký SIM xong thì mình chụp một cái tấm hình thì nó lưu vào bộ nhớ luôn. Nên thành ra là bây giờ nó hỏi mình sử dụng xong rồi, mình có xóa hay không, thì mình tiến hành xóa. Thì đối với những chiếc máy của anh chị thì nó sẽ không có hiện ra cái nội dung y chang như em như thế này đâu, mà là nó hiện ra những cái nội dung khác. Và em sẽ hướng dẫn anh chị là lướt sơ một vòng xem. Lướt sơ một vòng. Ở đây nó kêu anh chị là tìm giải phóng thêm dung lượng. Và ở đây nó ghi là xóa tệp đã tải xuống. Thì những cái tệp này là tới 2,41GB và 20 tệp. Đấy. Thì có một số cô chú có điện hỏi thăm là tại sao mà làm theo cái cách hướng dẫn của em là xóa dữ liệu ứng dụng và xóa bộ nhớ đệm ứng dụng mà cái máy nó vẫn báo đầy. Thì khi mà nó báo đầy như thế thì cái cách mà để mình kiểm tra cho nhanh và hiệu quả an toàn thì mình nên tải cái ứng dụng file của Google này về. Đây nó kêu mình xóa tệp có dung lượng lớn nè. Đây. Và chẳng những như thế, ở trong đây nó còn có một cái ứng dụng là Google Play Test, là kêu mình có kiểm tra quét thiết bị xem có ứng dụng gây hại hay không luôn. Rất là hay. Những anh chị nào mà cài linh tinh hay truy cập vào những cái trang web bên nước ngoài, hoặc là chơi tiền ảo, hoặc là cá độ vân vân, các cái trang web phim đen, thì anh chị bấm vào dòng này nó sẽ quét rất là hay. Và quay lại cái chủ đề chính là anh chị
Nhìn nó đã sử dụng 33GB trên 128GB bộ nhớ. Đây là con Samsung Note 9 thì nó hiện như thế. Còn đối với anh chị thì tùy theo cho thiết bị di động. Sau đây là một số cái đề xuất xóa. Anh chị nên đọc kỹ cái đề xuất xóa này. Anh chị nên đọc kỹ những cái dòng này. Sau đó là nó hỏi anh chị có xóa hay không nữa nè. Xóa hay không? Xóa hay không là do anh chị, chứ không phải anh chị xóa xong rồi đổ thừa tại em hướng dẫn nên xóa giờ mất luôn. Không phải như thế. Anh chị cái nào anh chị xóa thì anh chị muốn xóa thì xóa. Và em khuyên anh chị là đọc kỹ những cái nội dung đề xuất này. Đây là những cái nội dung đề xuất rất là hay. Thì đây, tại sao nó đề xuất ra những cái tệp này? Những cái tệp này là hiện tại là em đã chụp hình đăng ký sim cho khách hàng rất là lâu rồi. Và bây giờ nó không thấy em có nhu cầu sử dụng những tấm hình này nữa nên nó hiện lên đề xuất xóa. Đây là một cái đề xuất rất là hay. Và em tiến hành xóa nó, em chọn tệp em xóa nè. Đây. Thì anh chị lưu ý, anh chị nhìn sơ qua một vòng thì anh chị tách xóa nè. Nhìn sơ qua một vòng cái nào đáng xóa thì mình xóa, mình không đáng xóa thì thôi. Sau đó nó hỏi là xóa có xóa nội dung nghe nhìn trong cái hồ sơ mà em chọn cấm xóa này không, và em chọn tệp xong em liếc sơ một lần nữa và em chọn hết và em lại xóa đấy. Và bây giờ em xóa những cái tệp mà nó đã đề xuất rồi. Thì anh chị lưu ý, trước khi xóa một cái gì đó mình nhìn sơ qua xem cái nội dung đó mình có muốn xóa hay không. Cái nào muốn xóa thì mình tích xóa, cái nào không muốn xóa thì mình chừa lại. Anh chị lưu ý. Thì bây giờ nó kêu là giải phóng dung lượng thêm. Và nó kêu mình tìm ứng dụng. Nó sẽ tìm những cái ứng dụng mà mình cực kỳ ít xài để nó kêu mình xóa bỏ cho cái máy nó trống bộ nhớ, kèm với đó là nó giải phóng dung lượng, làm cho cái thiết bị của mình chạy nhanh thêm. Thì mình thử bấm vào cái mục tìm ứng dụng coi. Anh chị lưu ý đọc cái đề xuất giải phóng thêm dung lượng nha. Và mình bấm vào cái mục tìm ứng dụng. Sau đó nó hiện lên một cái là cái thông báo là ứng dụng file cần quyền truy cập để tìm kiếm. Thì anh chị phải cấp quyền cho nó mới được. Và mình bấm tiếp tục, không được bấm hủy, bấm tiếp tục. Sau đó nó hiện ra một cửa sổ như thế này. Thì anh chị kiếm cái một file của bạn, file của Google. Đây, file của Google đây. Và đây là cái một file mà mình đã tải về nè. Và mình tiến hành tích vào. Sau đó mình tích cái mục này lên. Đó, mình bấm vào cho phép theo dõi sử dụng để làm gì? Bởi vì nó cho phép theo dõi sử dụng thì nó mới biết cái app nào anh chị thường xuyên sử dụng, cái app nào anh chị không có nhu cầu sử dụng và nó đề xuất xóa cho mình, nên là mình phải tích lên. Và đây là cái file của Google, nó hết sức an toàn, anh chị yên tâm. Đấy, và mình trở về nè. Đây, hiện tại á, là khi mà em cấp quyền cho nó xong thì nó đề xuất xóa 20 tệp và nó sẽ giải phóng tới hơn 3GB. Hơn 3GB thì đối với cái máy Note 9 này thì 128GB và nó có thể mở rộng cái thẻ nhớ. Thì đối với cái máy này thì 3GB không là vấn đề gì. Nhưng một số cái dòng máy cấu hình thấp mà những cô chú anh chị mua tầm 2-3 triệu đồng thì những xóa 3GB là một cái vấn đề hết sức là to lớn, là cô chú là cũng phải nên làm. Thì nè, mà giờ mình chọn ứng dụng nè. Nó hỏi mình có xóa những cái ứng dụng này không. Những cái ứng dụng này mình đâu có xài đâu. Nó hỏi mình có xóa hay không nè. Là nghĩa là những cái ứng dụng này là những cái ứng dụng mình ít xài. Nó hỏi có xóa hay không. Thì nếu như mà mình xóa thì mình chỉ cần tích vào đây. Đấy, mình tích như thế và mình bấm gỡ cài đặt đây là xong. Đấy, cô chú lưu ý. Và bây giờ em sẽ gỡ thử hai cái ứng dụng cho anh chị xem. Đấy, nó hỏi mình có muốn gỡ không thì mình bấm ok. Xong, nó khi mà nó gỡ xong một cái ứng dụng rồi, nó sẽ đề xuất cái ứng dụng tiếp theo và mình lại phải bấm ok. Và anh chị lưu ý là ví dụ như anh chị muốn xóa 10 cái ứng dụng thì nó sẽ hiện lên 10 lần cái chữ ok như thế này để nó xác nhận lại một lần nữa là anh chị có xóa hay không xóa. Và em xóa thêm một lần nữa. Đấy. Thì em xóa được tổng cộng là hai cái ứng dụng rồi. Nó hỏi bạn có thích cái ứng dụng này không? Thì anh chị bấm ok và tích vào cái dòng là không hiển thị lại. Xong mình thích vậy là mai mốt là được. Ở đây thì mình nên đánh giá cho nó 5 sao để cho nó càng ngày
nó hoàn thiện hơn. Xong mình bấm đăng hết là xong, bấm hoàn tất, quay lại. Và bây giờ mình quay lại cái một file như hồi nãy, là cái chỗ mà xóa tệp đã tải xuống nè, mình chọn vào. Và bây giờ đây là những cái tệp mà mình đã download xuống, mình download từ trên web xuống hoặc là mình download từ trên ứng dụng xuống. Thì ngoài cái ứng dụng mà ngoài cái chỗ mà anh chị xóa những cái tệp lớn, những cái tệp đề xuất, thì trong đây nó còn kêu anh chị xóa tệp tải xuống nè, anh chị chọn tệp. Đây là những cái tệp tải xuống. Thật ra những cái tệp như thế này anh chị không biết là cái tệp gì hoặc là không có biết là sử dụng như thế nào, và trong quá trình sử dụng thì quên tải nó xuống đi. Thì bây giờ mình tiến hành tích chọn hết để mình bấm xóa. Nhưng nếu anh chị xóa một vài cái thôi thì anh chị có thể chọn như em đây. Đấy, ví dụ chọn một vài cái như thế thì anh chị xóa bằng cách này, rất là đơn giản. Và nếu muốn xóa hết thì tích ở đây. Mà nếu mà xóa muốn xóa từng cái thì chọn từng cái, chỉ có thế thôi. Nếu mà lỡ chọn sai rồi thì mình tích bỏ ra. Đấy, rất là đơn giản. Và bây giờ mình xóa hết, xóa cho nó nhẹ máy. Thực ra là lâu lâu em cũng quên luôn và em không dọn dẹp máy, tại vì những cái máy này làm việc xài cũng nhiều và đãi riết cái mình tự nhiên mình quên luôn. Và trong video này nhờ như thế mà em mới có dịp là em dọn dẹp cái máy này, mày nâng cao lên. Nó hỏi mình có xóa tệp dung lượng lớn không, mình bấm vào kiểm tra thử xem. Đây là những cái tệp dung lượng lớn. Thì những cái tệp dung lượng lớn như thế này á, nếu như mà mình không sử dụng á, thì mình nên xóa nó đi. Mình chọn hết và mình xóa hết. Còn nếu mà cái tệp nào mà không muốn xóa thì mình tích bỏ ra thôi. Vậy đó, rồi xong mình bấm xóa. Nhưng mà mình nên đọc kỹ những cái dòng mà nó thông báo để dọn dẹp cho an toàn. Chứ anh chị không biết cứ cái nào cũng bấm vào thì hỏng. Cứ cái nào cũng bấm vào xóa trắng hết thì hỏng hết. Tại vì có những cái quan trọng thì sao. Nên là quý khách hàng và khán giả lưu ý, cực kỳ lưu ý là xem kỹ video và xem chữ những cái dòng thông báo, những cái dòng đề xuất mà nó ghi cái chữ đậm đen, và nó ghi chữ đậm đen như thế này thì mình lưu ý. Và khi mình đã tiến hành dọn dẹp bộ nhớ xong an toàn rồi và mình muốn xem lại những cái đề xuất hồi nãy, thì ví dụ như tự nhiên giờ anh chị không thấy những cái đề xuất hồi nãy nữa thì anh chị bấm vào ba gạch này, sau đó anh chị bấm vào cài đặt và anh chị bấm vào cái dòng hình có con mắt này nè, là chỗ này là các đề xuất đã ẩn, và anh chị tích vào đây là nó sẽ hiện ra cái cửa sổ như thế này. Tiếp đến là mình bấm chuyển tới màn hình dọn dẹp là nó lại hiện ra như cũ, nên anh chị lưu ý. Và thêm một cái bước cuối cùng là anh chị bấm vào cái dòng là Google Play Protect, thì anh chị bấm vào đây xem cái máy anh chị có ai mà cài cái đường link đột nhập vào để theo dõi thiết bị hay không, hoặc là có cài những cái đường link hoặc là những cái trang web nào đó gây hại cho thiết bị hay không. Là ví dụ như là nó cài vào để nó đánh cắp dữ liệu nè, rồi nó cài vào để nó, ngoài cái việc đánh cắp dữ liệu thì nó cài vào để nó chèn quảng cáo, để nó thu tiền bất chính trên cái thiết bị của mình, làm cho cái thiết bị của mình tiêu tốn pin và nặng máy hơn. Thì mình bấm vào đây và mình tiến hành quét. Nó sẽ quét tổng cộng hết tất cả những ứng dụng của anh chị. Các ứng dụng đã quét gần đây nè là 52 ứng dụng khác, nghĩa là những ứng dụng mà anh chị cài vào máy nó sẽ quét hết. Và khi mà nó quét, nó thấy một ứng dụng nào bất thường, nó sẽ đề xuất anh chị xóa ngay. Và bây giờ mình tiến hành quét. Đấy, nó sẽ quét. Anh chị ngồi chờ, chờ xem nó sẽ quét như thế nào. Không tìm thấy ứng dụng gây hại nào. Rồi, tuyệt vời rồi. Và bây giờ mình bấm trở về. Mình quay lại cái một file này. Cái một file thì hồi nãy á, nó hiện ra quá chừng ứng dụng như thế này và em chưa xóa hết, thì bây giờ em chọn lại ứng dụng, em xóa một vài cái ứng dụng nữa cho anh chị xem. Ví dụ như cái ứng dụng Lazada em không có xài nè, rồi bên đây cái ứng dụng MyViettel em cũng không có xài. Đấy,
map thì bản đồ, xem bản đồ là có xài. Thì anh chị xem cái ứng dụng nào mà mình không xài hoặc là mình ít xài thì mình nên gỡ bỏ. Tại vì mình gỡ bỏ cho nó nhẹ, khi nào mình có nhu cầu thì mình cài lại. Đấy, và mình ok là nó gỡ xong. Xong rồi tới một cái ứng dụng khác nó lại ok, và mình tiến hành gỡ. Nó sẽ giải phóng cho anh chị một dung lượng rất là nhiều. Và video này rất là hữu ích, anh chị có thể tải về và làm trên cái thiết bị di động của mình, rất là an toàn và hiệu quả. Mong anh chị xem và làm được ngay. Em xin chào và hẹn gặp lại.